Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio mình báo giá 5 cái dòng chung kèn hiện nay bên mình đang còn hàng và đang phân phối ở trên thị trường Việt Nam mình. Với 3 con đen thì 3 con chung kèn công nghệ USA anh em nhé, cho tiếng vượt trội về độ hay, độ trong sạch. Còn 2 con bên này thì đương nhiên là chung kèn của Trung Quốc và cho tiếng cũng rất là tốt anh em nhé, trong cửa tiền. Mình sẽ đi báo giá 2 con ở bên này trước. Đây là chung kèn mà côn nó sẽ là côn 51 anh em nhé. Trọng lượng của một cái này rơi vào tầm 2kg. Và giá thành bán cho một đôi nhé, là 2 cái. Để mẫu là 1 chiếc nhưng mình sẽ báo giá là một đôi là 2 chiếc. Sẽ có giá thành bán là 1.200.000 đồng. Bên mình sẽ bao ship và tặng kèm anh em mình 2 tụ 6.8 và phễu. Có thể chọn phễu nhựa như là 11x28 này, hoặc là 15x32, hoặc tròn 18 có, vuông 18 có, vuông 16 và vuông 20. Tất cả bên mình sẽ có 5 loại phễu để tặng theo cái bộ này là hợp lý để anh em mình cần lựa chọn. Đây là một đôi là 1.200.000. Và kế sang bên đây thì con chung kèn côn 66, con này 51 anh em nhé, con này con 66. Con này thì côn 66, giá thành bán cho một đôi sẽ là 2.100.000 đồng. Mình sẽ bao ship và tặng kèm anh em mình như cái tụ như cái phễu vừa nói vừa rồi, và tặng kèm anh em một đôi phân tần chuyên chung 111. Đấy, bản này được tặng nhá, được tặng phân tần 2.100.000 một đôi bao ship. Sang đây là 3 con đen, là 3 con công nghệ USA thì đỉnh cao về chất lượng âm thanh rồi anh em nhé. Chung kèn USA này, con đầu tiên này, con này là côn 51, con này thì từ đá thôi nhá, không có từ neo, và giá thành bán cho một đôi này là 1.400.000 đồng. Mình sẽ bao ship và tặng kèm với anh em mình một đôi phân tần và phễu như vừa rồi mình đọc, 1.400.000 một đôi. Và sang bên này thì là con chung kèn côn 66, neo toàn tập, neo khối, và giá thành bán cho một đôi là 2.900.000 đồng. Côn 66, giá thành bán cho một đôi là 2.900.000, cũng tặng kèm một đôi phân tần và phễu như vừa mình mới đọc. Và đây là một con chung kèn thì là đẳng cấp nhất của bên mình về công suất nhé, về công suất thôi. Về chất lượng tiếng hay thì nó cũng xem nhau, nhưng công suất thì con này khỏe hơn, là chung kèn côn 80, và giá thành bán cho một đôi này là 4.500.000 đồng. Bên mình sẽ bao ship toàn quốc và tặng kèm anh em mình phân tần và một đôi phễu như vừa rồi mình đọc đấy. Trong cái trường hợp anh em mình bỏ cái phễu này mà mình đổi sang phễu kèn đại thì sẽ giá thành sẽ tăng lên 200.000 đồng. Kèn đại bên mình hiện nay là có 2 mẫu là 23 vuông và 23 x 35. Như vậy anh em mình thấy là sẽ có 4 mẫu nhá. 4 mẫu 1 2 3 4 được tặng phân tần, và mẫu này thì mình tặng tụ anh em nhá. Đó, cái phễu thì mình nói lại đây là sẽ vuông thì sẽ có vuông 16, vuông 18 và vuông 20 cm, tròn thì có tròn 18 cm và chữ nhật thì có 11 x 28 cm và chữ nhật tiếp tục là 15 x 32. Đó là mình tặng. Còn những cái phễu như có nữa như là phễu tròn 10 thì nó không thích hợp mấy cái hệ to này, mình không đọc, mình không đọc ra. Và họ vuông 12 nữa mình cũng có, nhưng mình thấy nó lắp vào đây nó hơi nhỏ thì mình không muốn đọc anh em nhé. Quý vị các bạn là quan tâm liên hệ trực tiếp với bên mình thì mình tư vấn nhé, có tất cả là 5 mẫu đang để ở đây. Anh em mà quan tâm thì liên hệ với mình qua số máy 0904 612323 để tư vấn. Và chào anh em.